bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản bị truy nã rất nguy hiểm. Ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt đối tượng truy nã Lưu Văn Khoa, 23 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Lưu Văn Khoa, sinh năm 2000, trú tại ấp Đòn Rong, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, nhiều lần thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với một số người dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Qua nguồn tin người dân cung cấp và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Khoa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh sau đó ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Văn Khoa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an thành phố Vị Thanh tiến hành bắt giữ Lưu Văn Khoa khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh điều tra xử lý theo quy định.